300 doanh nghiệp, doanh nhân và lãnh đạo doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế đã tới tham dự hai diễn đàn với chủ đề Việt Nam, cơ hội và thách thức dưới góc nhìn của nhà đầu tư trong nước và quốc tế và doanh nhân với trách nhiệm xã hội do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với các đơn vị tổ chức. Chương trình đã mang đến những câu chuyện thú vị về xu hướng khởi nghiệp kinh doanh cũng như những cơ hội và thách thức mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt. Cùng với hai diễn đàn này là lễ vinh danh top 100 phong cách doanh nhân 2016-2017. Đây là giải thưởng uy tín thường niên do ấn phẩm phong cách doanh nhân, câu lạc bộ phong cách doanh nhân, mạng cộng đồng doanh nhân bstyle.vn tổ chức dưới sự chỉ đạo của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam với mục đích tôn vinh những doanh nhân tiêu biểu trong nước và quốc tế có thành tích tốt, tích cực đóng góp cho cộng đồng và xã hội.